vào Sài Gòn. Lúc đấy đã cảm thấy có một cái sự thay đổi rất là lớn trong cái suy nghĩ, trong cái tư tưởng của mình, thì Sài Gòn và Hà Nội rất là khác nhau. Hà Nội thì xô bồ, rất là xô bồ. Nhưng mà không muốn nói rõ chi tiết về những cái tính chất đấy, nhưng khi bước vào Sài Gòn thì gần như là cái con người, cái cuộc sống, cái cách cư xử họ cũng khác. Người Sài Gòn thì cái câu xin lỗi và câu cảm ơn nhiều hơn là người Hà Nội, và họ cũng không hơn thua nhiều những người Hà Nội, không có tranh chấp nhiều những người Hà Nội, người ngoài Bắc. Lúc ấy mình đã cảm thấy cuộc sống của mình nó đã thay đổi rồi, và chào cái các bạn. Cái góc nhìn Chào tất cả các anh chị em và tất cả mọi người nhìn thấy Ly Xá nhá. Và chúc tất cả mọi các anh chị em thân thương được có một buổi tối thật là thoải mái và hạnh phúc bên gia đình, luôn luôn khỏe mạnh. Hôm nay Ly Xá nghe ngồi nghe cái cô nàng Hồng Thái Hoàng, cho nên Ly Xá muốn đưa lên để cho các bạn và nói chuyện với cái, nói chung là chúng ta cùng nhau nói chuyện với cái cô này ở trên đây, xem là cô ta nói những gì, và Ly Xá là cái người đang sống ở Úc này, để Ly Xá nói lại để cho cô, tất cả các bạn hiểu những cái lời nói đó. Không biết là Ly Xá bấm cái này lên thì mọi người có nghe thấy nói cái gì không nhé? Đây. Của mình nó cũng khác đi rất là nhiều. Ở Sài Gòn 4 năm thì Hồng Thái Hoàng ở Đà Nẵng, và Đà Nẵng mới vào Đà Nẵng thôi, nhưng mà cũng cảm thấy có một sự các bạn có nghe thấy rõ cô ta nói không? Bình yên hơn, sạch sẽ, con người cũng cư xử văn minh hơn. Nhưng mà khi bước chân ra khỏi Việt Nam rồi thì hoàn toàn tất cả những cái gì mình thấy từ Hà Nội cho đến Sài Gòn đến Đà Nẵng, nó chỉ là một cái phần cực kỳ nhỏ, không thể so nổi so với thế giới bên ngoài. Úc rất là đẹp, mặc dù Hồng Thái Hoàng chưa đi hết, nhưng Hồng Thái Hoàng sẽ ở đây 3 tháng để đi du lịch. Nhưng chỉ ở Sydney thôi thì đã thấy cuộc sống hoàn toàn khác hẳn, không như những gì mình đã được học, chào nghe, Trần những Văn gì Phước, biết qua những chào trang sách hay những gì mà trên TV hay nói về một cái đất nước, một xứ sở bóc lột, hay là chào Nguyễn, hay cách học thông thường Nguyễn, gọi đó là tư bản dễ chất, chào Ngọc Loan Nguyễn, rất là văn minh. Chào Nguyễn Ba Cường, chào tất cả các anh chị em và tất cả mọi người đều nhìn thấy Ly Xá nhé. Tại vì Ly Xá rất rõ đúng không? Cảm ơn Hoan Mai nhé. Thì các bạn hãy nghe những cái lời cô ta nói, và Ly Xá sẽ nói lại để cho các bạn nghe. Ok. Chúng mình cùng nghe. Giao thông thôi cũng cảm thấy giống như là mình lạc vào xứ sở thiên đường chẳng thiên đường vậy. Người ta vẫn nói Việt Nam là một thiên đường, nhưng mà cái thiên đường mà Hồng Thái Hoàng thấy thực sự là khác xa với cái thiên đường này. Rất là mừng là mình có cơ hội được đi để được mở rộng tầm mắt. Qua đây Hồng Thái Hoàng cũng nhắn nhủ và cũng xin lời gửi lời cảm ơn với những người bạn đã giúp đỡ chồng Thái Hoàng để có được chuyến đi này. Giá như bây giờ có một điều ước, Hồng Thái Hoàng chỉ ước rằng là tất cả những người Việt Nam được, những người mà chưa từng được đi nước ngoài, ít nhất có cơ hội một lần được đi để thấy cái thế giới bên ngoài mình khác xa như thế nào. Hồng Thái Hoàng không có ước mơ là đi xa khỏi Việt Nam hay là bỏ Việt Nam đi đến bất kỳ một đất nước nào khác, mà chỉ ước mơ là Việt Nam được như đất nước của họ. Chỉ được như đất nước của họ bây giờ thôi đã là một cái, okay. Một cái chúng giấc mơ. Nghe đến đây, các bạn vừa đã nghe thấy cô ta nói là cô ta bước chân sang tới đây, cô ta rất là thấy tất cả mọi thứ, cái gì đó, và rất là mong muốn này kia mọi người được sang đây. Thưa với tất cả mọi người nè, mình có thích giàu không? Mình đi sang một cái gia đình nào đó, mình đang nghèo, mình đi sang một cái gia đình giàu có, mình được ăn bữa cơm ngon hơn, mình được những cái, chỉ là ví dụ như mình xin vào nhà đó, mình làm một người ở thôi, chưa đừng nói đến là mình sang đấy là bạn bè hay là cái gì, ok. Thì mình đã thấy, wow, vào một trong cái nhà của người ta, wow, đẹp thế, giường chiếu cái gì cũng đẹp, ok. Ăn uống nhà cửa rồi, ui, máy lạnh, everything, có tất cả, rồi có xe đẹp, có nhà đẹp, nhà cao. Tại sao? Họ giàu, đúng không? Bây giờ, đó là một cái rất là đơn giản mà chúng ta
Con người đấy là cái lý thuyết của con người, đấy là một cái tâm lý của con người, ai nhìn thấy cái đẹp cũng thích. Mà mình đang đi vào nhà một cái nhà giàu, mình ở cho làm người ở cho người ta thôi, mình cảm thấy sướng đúng không? Chứ chưa cần nói đến là mình là cái người giàu có. Ai mà không muốn làm bạn với cái người gia đình giàu có? Ai mà mình không muốn là cái người bạn mình hay là cái gia đình mình, họ hàng thân thích nhà mình cũng muốn là ở người ta, mình thích những cái người đó là bạn bè, là dây mơ dễ mái với mình đúng không? Cái đó rất là đơn giản. Và cô ta nói là cô ta sang Úc này nó nhiều quyền lợi, rồi cô ta mong muốn, rồi là cô ta gì, thương cho người Việt Nam, là mong cho người Việt Nam này kia đúng không? Ok. Lisa ngồi đây, Lisa cũng nghe nghe cô ta đã từng giới thiệu cô có bốn đứa con. Cô có bốn đứa con thì Lisa cũng cảm thấy rất là thương cho những bốn đứa con của cô ấy, của cái người này. Bốn đứa con của cô ấy đâu? Và chúng đang làm gì? Chúng đang ở đâu? Đúng không? Cô ấy thương cho người Việt Nam, nhưng cả bản thân cô có bốn đứa con, đúng không? Cô ấy đang làm gì để cô ấy lo cho bốn đứa con đấy? Có phải cô ấy đang đi sang Úc để cô kiếm tiền để cô lo cho con của cô không? Cái thứ nhất. Hơn nữa, tại sao đi sang được đây? Ai là người bảo lãnh cho? Và nói là người Việt Nam là không có tự do, rồi là này kia, Nisa đang có dấu hỏi trong trong cái đầu. Ai cho tiền cho làng để làng sang đây? Đó. Muốn bảo lãnh một cái người sang đây du lịch là cái người ở bên Úc này phải có công ăn việc làm, phải có nhà cửa, phải đàng hoàng, phải có tiền bạc. Đó là cái người bảo lãnh cho cái người đó sang đây du lịch trong vòng mấy tháng. Và cái người được bảo lãnh đó phải chứng minh được tài sản của mình ở Việt Nam. Cô ấy chứng minh, có thể cô có ba đứa con, bốn đứa con gì ở Việt Nam đó, rồi phải chứng minh tài sản của mình thì mới được bước chân vào cái đất Úc này. Đó là cái luật. Thì cái dấu hỏi của Lisa là nếu như Việt Nam không có tự do, tại sao cô cầm được cái quyển passport, cái quyển hộ chiếu? Cô ôm cái quyển hộ chiếu đó để cô bước sang Úc này. Bước sang Úc này cầm cái quyển hộ chiếu, tôi là người Việt Nam cầm cái hộ chiếu, không thích Việt Nam đáp cái quyển này đi, cho cái cờ ba vàng ba sọc đỏ vào. Đúng không? Cầm cái quyển hộ chiếu đó mà lại nói là Việt Nam không có tự do, rồi không có nhân quyền, rồi này kia các thứ. Rồi bước sang đây chân ướt chân ráo, chưa biết một cái gì, chỉ thấy cái đẹp thôi. Mình sạch sẽ. Ok, nói về sạch sẽ. Sạch sẽ. Ai là người bày rác ra? Nên sao nói, ví dụ như ở bất cứ cái thành phố nào cũng vậy thôi. Người ta phải làm đẹp lên, người ta phải những cái tiệm ăn, những cái nơi, những cái sông, những cái hồ, những cái đó là ai làm lên? Người ta phải làm lên đẹp như thế thì người ta mới kiếm được tiền. Đó là một cái công việc của người ta. Ví ở đây không có cái gì của nhà nước hết. Nhà nước làm lên như thế hết. Người ta xây lên đấy nhưng người ta bán cho tư nhân. Tư nhân á, ví dụ như có một cái như như cái nàng ấy, nàng đang đứng ở cái chỗ đấy, ví dụ vậy. Cái chỗ đấy á, hoàn toàn của những cái người tư nhân, người ta mua hết rồi. Đó, nó xây lên một cái dãy phố như thế, nó phải làm đẹp, nó phải làm như thế thì khách du lịch người ta mới tới đấy. Người ta chơi, người ta ăn uống, rồi người ta enjoy, đang thưởng hưởng thụ cái
cái phong cảnh, cái cảnh đẹp ở cái chỗ đó. Đó là một cái cách làm ăn, công việc. Rồi á, tại sao nó sạch? Tại vì cái người, mỗi một người làm ăn á, người ta phải đóng thuế. Người ta phải đóng cái tiền giác, tiền cống, tiền rãnh, tiền đủ các loại tiền. Chứ không phải đơn giản như là mình cứ bước chân sang đấy mình nhìn hết tất cả tự nhiên có người đi dọn rác cho mình ạ. Lấy ở đâu ra? Ai người ta rảnh rỗi người ta ra đấy người ta vứt rác, lấy rác đâu? Nếu có thùng rác ở đấy, anh nào đi ra đấy mà vứt lung tung ấy, là nó bảo. Đó. Thế Việt Nam mình ra được cái luật đấy không? Ra được cái luật đấy á, người người nghèo á, cơm còn chưa có ăn. Lấy mẹ đâu ra tiền mà mà đi lộc phạt. Động cái là vứt rác, động cái là vứt rác. Rồi trong khi đó, nhiều khi có những cái người nghĩ, Ni xả lấy ví dụ như ở đây thôi, đi ăn mặc đồ nổ. Có rất nhiều người nghĩ rằng, mình cứ ăn xong mình vứt cả bàn đấy, là nhiệm vụ của cái người nằm ở trong cái mặc đồ nổ đó. Đúng rồi, cái đấy cũng đúng thôi. Tại vì có người người ta làm ở trong cái mặc đồ nổ đó, người ta đi dọn dẹp cái nơi đó thì mình cứ ăn xong mình vứt đấy thôi, là rác vứt trên bàn đứng đem đi, chả ai nói mình cả, cái đấy là đúng không sao. Thế nhưng đây là cái chuyện thật của Lisa, đây đối với Lisa, Lisa đưa con đi ra ăn mặc đồ nổ, ăn xong nó có cái khay gì, ăn xong nó cũng đứng lên, nó không thèm làm gì hết. Mắm à, Lisa bảo là con cầm cái con cho hết vào cái khay, con cho ra cái chỗ rác kia con để. Biết nó nói gì không? Mẹ có người làm mà tại sao mình phải làm? Có nghĩa là nó bỏ tiền nó ăn thì có người dọn dẹp thì nó cứ ăn xong nó đứng lại nó vứt đi thôi. Thì Lý Giá mới nói nó thế này này. Con à, bây giờ ví dụ con đi làm cái công việc này á, nếu như á ai người ta ăn xong người ta cũng đứng dậy, người ta cầm cái này người ta vứt vào cái thùng rác kia, ta để gọn vào, thì á con làm cái công việc này con cũng đỡ đi, con đỡ khổ hơn là người ta cứ ăn xong người ta vứt ra đấy. Biết đâu có một ngày con cũng đi làm cái công việc này, con có thấy rằng á nó sẽ rất là nhẹ nhàng cho cái người kia không, cái người người ta làm đó, thì con mình ăn xong mình vứt vào đấy một tí đâu có sao đâu. Thì cái thằng con mình nó nghe. Đấy là cái lý luận của mình nói chuyện. Thì lần sau mình lại cho nó đi ăn McDonald's thì mình không cần nhắc nó nữa. Nó đứng lên, nó bê cái đó, khay đó, nó để vào trong cái chỗ rác đó, cái chỗ quy định. Thì mình mới nói, nó mới nhận được ra là cái lời mình nói, mình phải giải thích cho nó biết là tại sao mình không làm như thế. Thì đúng như ngày hôm nay, con Nisa nó cũng đi làm mặc đồ nổ. Thì giống như là tại vì nó 16 tuổi ấy, thì thường thường nó được đi ra ngoài nó làm để nó lấy kinh nghiệm á. Thì những cái nơi đấy á, nó hay thích nhận những cái bọn này lắm. Thì tiền lương nó rẻ mà nhiều khi mà nó gọi một cái này đi làm ngay hay là cái gì đấy. Hay khá vậy. Với lại nó có cái đào tạo ấy, thì để cho các bọn ấy đi làm sớm. Mà thì đúng là bây giờ Nisa cũng nói rõ ràng là như vậy, thì bây giờ con Nisa nó cũng đi làm, thì rõ ràng nếu như mình sạch sẽ, mình vứt vào cái chỗ đúng thì đến lúc mình đi làm thì mình cũng đỡ khổ hơn. Đó, cái công việc đó là nói về rác rưởi. Còn cái cô đó cô sang cô nói là à, bên này đẹp, bên này sạch, bên này à, cái gì ăn không, thức ăn không bị ô nhiễm. Không có ô nhiễm nhưng mà đôi khi bị trúng độc chết nhiều người lắm. Đó, ngay như mấy cái tiệm bánh mì Việt Nam ấy cũng bị mấy lần rồi. Đó. Rồi, nói về thức ăn. Không có một cái loại thức ăn gì ở đây á là không có chất hóa học. Nhá. Nếu như không có chất hóa học nó gọi là cái gì lại quên nó gọi là cái gì giống như Việt Nam mình gọi là rau sạch á, thì những cái đồ sạch á có nghĩa là
gì vừa vừa nghĩ đến lại quên rồi. Những cái đấy là những cái đồ mà người ta không, ví dụ nuôi một con gà, nó nuôi là gà chạy bộ thì ở đây gọi là gà chạy bộ, là phải như là ngày xưa mình nữa nó cho nó ăn thóc rồi ăn gạo hay là cái gì đó, là nó lớn lên thì mình mới giết nó đúng không, mình ăn. Có những cái con gà như thế, nhưng ở đây bây giờ nó không phải làm như thế mà nó nuôi á, xẹt một cái đã có một con gà đã lớn rồi đúng không, đáng ra người ta nuôi á, mấy năm thì bao nhiêu tháng hay bao nhiêu ngày thì con gà mới được lớn như thế, mới được ăn, nó phải chạy này kia, nhưng đây không, nó là gà công nghiệp đúng rồi, thì nó nuôi á, mấy xẹt một cái mình đã được ăn rồi, đó là gà gà gì. Thì những cái gà đấy nó rất là rẻ, nó rẻ. Những cái gà muốn nuôi chạy bộ ấy đắt gấp 10 lần. Hình như một con gà chạy bộ hình như 20 mấy đồng, 20 mấy đồng. Và gà thì đắt mất, ở ngoài kia là 7 đồng hay 10 đồng gì đó, thì ở ngoài kia 20 mấy đồng, đại khái là gấp. Đấy là cái con mà mình cũng chẳng biết là có đúng chạy bộ không đó, là người ta ở ngoài người ta giết cho mình thôi. Còn những cái trứng đó, một vỉ trứng mà không phải là trứng trứng nguyên nguyên á, trứng đàng hoàng, gà đẻ ra đàng hoàng thì không phải cái trứng công nghiệp á, thì là phải gần 10 đồng một vỉ. Mà nếu mà mua cái loại trứng mà công nghiệp ấy thì chỉ có 3 đồng thôi. Đó. Ví dụ như vậy. Thế thì tôi hỏi các bạn là thức ăn ở đây nó như thế nào? Đó. Rồi tại sao Việt Nam là bây giờ người ta đang muốn đưa đưa vào cái quy trình là để cho đất nước là kiểm tra được những cái thức ăn đó, chẳng hạn như không cho người ta bán ở ngoài lề đường, những cái thức ăn đó là phải biết từng nguồn gốc ở đâu, thế lại cứ vênh mồm vênh mẹo lên, xong bắt đầu chửi 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 những nhà chính quyền là họ làm thế này họ làm kia, họ cướp cướp rồi họ 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 hại người dân rồi này kia các thứ. Không phải là như thế, họ đuổi, họ không cho bán những cái nơi như thế là tại vì đấy là họ ngăn chặn những cái chuyện mà làm những cái đồ ăn không có good, không có tốt đó. Các bạn phải, người ta đang muốn người dân là phải đi vào để mua những cái đồ ăn mà nó có cái nguồn gốc. Nhưng đây các mẹ ví dụ như bán nuôi lợn đi, chẳng biết lợn ở đâu. Đấy, lấy ra ăn bán thì các mẹ tham rẻ thì cứ ra mua thôi. Mua ăn lát nữa chết lăn đùng ra, đền, ai đền? Đúng không? Bây giờ các bạn đi ra vào một cái siêu thị nào đó, các bạn mua đồ ăn. Thì những cái đồ ăn đấy nó hợp vệ sinh. Và cái thứ hai nữa, mình có cái hóa đơn, có cái chuyện gì á, mình có thể mình đưa ra được là mình ăn cái này được, có bằng chứng đó. Thì Ni Xà theo thì Ni Xà ngồi đây, Ni Xà nhìn á, Việt Nam người ta đang muốn đưa cái ngành thức thực phẩm vào một cái đường dây như vậy để cho mình bao quát được, nhưng mà người Việt mình đâu có đơn giản như vậy đâu đúng không, tức là làm đủ mọi cách để mà kiếm tiền, ngay như ở đây cũng vậy thôi, làm ăn cũng vậy, tầm bậy tầm bạ rồi á, bị trúng độc rồi á, làm chết người bao nhiêu lần rồi. Tiệm bánh mì Việt Nam đúng không, nhà hàng Việt Nam đó. Cho nên những cái cô này mới sang đây chưa biết một cái gì hết, cũng giống như một người ở nhà quê rồi chưa từng bao giờ thấy 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 những cái của những cái nhà giàu chẳng hạn vậy. Người ta nói, có cái bài hát em ở nhà quê mới ra nhìn ô tô em, nó đi em tưởng con trâu nó phi đó. Rồi đến cái vụ nói là sang Mã Lai, Lisa ở Mã Lai hơn 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 6 tháng. Nên xả đi từng cái ngóc ngách, từng cái góc cách, từ cái chỗ mà nó cao nhất cho đến cái chỗ nó thấp nhất rồi. Nên xả rất hiểu cái cuộc sống ở bên bên Mã Lai nó như thế nào rồi. Các bạn phải nên nhớ rằng Mã Lai nó mới là cái nơi mà nó hối lộ kinh khủng nhá. Rồi á,
cái bọn cảnh sát đó rất là kinh, bọn đấy mới là kinh đó. Buôn bạch phiến này kia các thứ đó, bị bắt là chỉ dúi cho nó ít tiền là xong rồi nhá. Cho nên không biết gì về những cái cuộc sống, không biết gì, mình không có ở đấy thì mình đừng nên nói gì, mình đừng có nhìn nhìn ở bên ngoài những cái đẹp mà mình cảm giác là ô hu sao nó đẹp thế rồi này kia các thứ. Nên chúng cái bọn mà nó làm những cái nó kêu con này sang nó làm những cái chuyện đấy chỉ là đồ, không biết là nó đang quảng cáo cho người Việt Nam tự do, sống tự do hay là như thế nào. Một người Việt Nam có 4 đứa con không làm ăn gì cả mà có tiền đi du lịch sang bên này, thì Lisa hỏi các bạn là nó lấy tiền ở đâu ra để nó đi du lịch. Nói lại ngược lại ở đây, ví dụ một người làm ăn ở đây không làm ăn gì mà đi chơi như thế, nó sẽ đánh dấu hỏi nhá, và nó sẽ ngắm và nó xem, nó tìm hiểu xem con này tiền ở đâu ra nhá, chứ không phải đơn giản là mình cứ đi mua vé là mình đi đâu. Lái một cái xe đẹp thôi nhá, ở sống ở đây đấy, mình lái một cái xe đẹp hàng bao nhiêu tiền mình ở nhà đẹp đó, cũng không phải là nó cũng để ý rồi. Nếu như sao con bé này không làm ăn gì chẳng hạn vậy, hay là mà làm cái gì mà mày kiếm ra được tiền mày mua một cái Mercedes hay là mày mua cái xe BM hay là cái gì đó, có tiền không dám lái đâu. Nên sao nói thật đó, tại vì á nó sẽ nhìn vào nó hỏi, tại vì khi mà ở đây á, chỉ có gian lận mới, mới nhiều tiền đấy. Trừ khi những cái người buôn bán lớn thì không nói làm gì đâu, những cái người bình thường ấy mà tự nhiên mà làm ăn thì kiếm một năm có mấy chục ngàn mà đi xe hàng trăm ngàn chẳng hạn, ở cái nhà hàng mấy trăm ngàn thì dĩ nhiên nó phải đánh dấu hỏi rồi. Bước ra khỏi 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 cái cửa khẩu này là nó đã có cái dấu hỏi rồi. Cái thứ hai nữa, nếu như một người Úc ở đây á, mà nợ tiền chính phủ á, thì đừng có nói bước chân ra khỏi cái đất nước này nhá. Ví dụ như bạn bị phạt xe xong rồi không trả, không trả thì nó cứ nhân lên rồi cũng không thèm trả, thì nó ra cho ra ngoài tòa chẳng hạn nó cũng vẫn chưa trả, thế là mình không có tiền trả thì bây giờ nó cứ đòi đòi không có tiền trả cứ ăn vạ vậy thôi. Thế ok, nhưng có tiền đi ra khỏi cái đất nước này á thì never, đừng có nghĩ là mình bước ra khỏi được cái đất này. Nếu như nợ tiền chính phủ nhá, hoặc là nợ tiền ai mà nó đã cái gì nhỉ, nó đã báo lên một cái cơ quan đó là cái con này có nợ tiền như này, nó không cho bạn bước ra khỏi cửa đâu, khỏi cái đất Úc này đâu. Cái đó là tự do của của cái đất này. Cho nên cái cô nàng này đi sang đây chưa biết một cái gì, chỉ nhìn thấy những cái đẹp thôi và đã lên tiếng nói ôi giời ơi đất nước của người ta như thế này như thế này như thế này. Thưa với chị Hoàng Hồng Thái Hoàng à, Hồng Thái Hoàng à, là từng cái thùng rác á, đồ người ta đổ á, chúng tôi cũng phải đóng tiền thuế nhá. Mỗi một gia đình này một năm cũng phải đóng tiền thuế hàng bao nhiêu tiền, cống rãnh vườn hoa vườn hiếc rồi tất cả những cái gì mà môi sinh trường ở đây á, là chúng tôi phải đóng tiền thuế ạ. Chứ không phải đơn giản các chị tự nhiên vào đây xong rồi các chị có cái đường xá đẹp như thế để các chị đi đâu, nó không đơn giản như vậy đâu. Ok, rồi mua nhà mua cửa tiền nước tiền nôi là cũng phải thuế má này kia các thứ, hàng hàng tháng hàng năm là đã phải mướn cái thùng rác kia cũng phải phải thuê rồi nhá. Rồi á nói là cái gì cô ta vừa nói là cái gì ở đây cảnh sát không có quyền động vào mình, ở đâu cũng vậy thôi, mình không làm gì ai làm sao có quyền động vào người mình đúng không. Bây giờ cứ thử nói cho cô biết rằng á, cô cầm cái mobile phone cô quay á, đừng có quay vào mặt người ta, ok, quay vào mặt người ta
Rồi á, có khi anh em trên mạng này tự nhiên người ta thấy thấy cái mặt người ta ở trên mạng này á, người ta cũng có thể người ta kiện được mình nhá. Cho nên không phải đơn giản cứ cầm cái máy quay xong rồi em muốn chửi ai chửi. Cái thứ hai nữa, Lisa có nghe thấy nó nói là người Trung Quốc, à, người Trung Quốc đi đâu cũng thế này, người Trung Quốc đi đâu cũng thế kia. Ở đất Úc này không có được ai được phép kỳ thị ai hết, đó là một cái tội. Cho nên vừa mới bước vào đây một cái đã quay ra kỳ thị, cái đó lucky, may mắn cho cô là không có một người Trung Quốc nào người ta đứng ở đó, người ta đứng ở đó người ta vả cho vỡ gãy răng á. Nên sao nói thật, ở bên này rất là nhiều người Việt gốc Hoa, người ta biết tiếng tiếng Việt Nam. Cho nên các bạn đừng có nghĩ là những cái người sang đây cứ đứng nói chửi Trung Quốc rồi này kia các thứ, đừng có nói như thế. Như thế là một cái rất là stupid, ngu ngu xuẩn, hiểu không? Trung Quốc ở đây á, Hồng Thái Hoàng đi lên Chinatown đi, kêu bạn ấy dẫn dẫn lên Chinatown ấy, là cái làng của Trung Quốc ấy, đứng ở đó mà nói xấu người Trung Quốc xem nó có vả cho vỡ mồm ra không. Cái thứ hai nữa, người Trung Quốc, người Việt Nam hay bất cứ người gì cũng vậy, tại sao chúng ta phải phải kỳ thị nhau và chúng ta phải ghét bỏ nhau như thế? Ví dụ như sản nói đơn giản, ở cái đất nước này á, người Trung Quốc, Chinatown nó là một cái điểm rất là nóng của tất cả thế giới, mà vào đây ai mà bất cứ ai vào đây á, người ta phải đi lên Trung Chinatown, cái trung tâm của Trung Quốc, cái city, cái phố của Trung Quốc là cái điểm nóng, là cái nơi mà kiếm ra rất nhiều tiền cho cái đất đất Úc này nhá. Cái thành phố nào cũng có Chinatown, cũng có cái phố tàu hết. Phố tàu là một cái phố mà buôn bán rất là thịnh vượng, kiếm rất là nhiều tiền cho cái đất Úc này. Người Trung Quốc ở đây á, nó cái hàng hóa của Trung Quốc thì cái chuyện đấy là một chuyện thôi, nhưng cái người Trung Quốc ở bên này người ta rất tự hào người ta là người Trung Quốc. Cho nên các bạn á, những cái người không biết không hiểu, đừng có lên kỳ thị hay là gì. Những cái cũng có rất là nhiều người Việt Nam á, người Việt gốc Hoa, người ta sang đây người ta làm ăn trước những cái người Việt Nam. Vì làm sao? Người ta biết tiếng tiếng Hoa, người ta nhập hàng vào đây, người ta mở tiệm buôn bán, rồi những người Việt Nam mới đi theo đít người ta. Chứ các người làm được cái gì ở cái đất này? Ví dụ như không có người Trung Quốc làm lên những cái đấy, các người biết cái gì để mà quan hệ với những người Trung Quốc kia, những người người ta nhập hàng sang đây, đúng không? Phải suy nghĩ đi. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải phải kỳ thị nhau như vậy? Nên xả còn nghĩ này này, tại sao Việt Nam không làm luôn một cả một cái Chinatown ở Việt Nam đi, ở những cái phố như thế đi, để cũng kiếm tiền như vậy đi. Làm sao mà mình phải mình nhìn thấy người Trung Quốc mà mình phải phải tức giận làm sao? Người ta đâu có tới làm gì đâu, nhưng ai làm lên tội thì người ấy phải chịu thôi. Còn những cái chuyện đánh nhau ấy là chuyện của những cái ông lãnh đạo đó. Chứ còn cứ đứng ra đường xong rồi cứ cứ chửi người ta, có ngày người ta đập cho vỡ mồm. Như là Lisa cũng vậy, Lisa ra ngoài đường không ai bảo Lisa người Việt Nam hết, toàn nói tiếng Anh hay là nói tiếng tàu thôi. Nên Lisa đôi khi Lisa vào những cái tiệm tàu, Lisa chỉ nói tiếng Việt thôi, nhưng chưa bao giờ Lisa thấy người ta nói xấu người Việt Nam hết nhá. Người ta có nói ấy, thì người ta đi về nhà người ta nói thôi. Những cái người ấy, cái đấy là một cái kiến thức, một cái khôn của một con người đó. Đừng có nghĩ là không ai biết nghe. Lisa là người Việt Nam nhưng mà Lisa biết nghe, nhưng mà Lisa chưa bao giờ Lisa thấy người ta nói cái bọn Việt Nam nó thế này, bọn Việt Nam nó thế kia, chưa bao giờ Lisa nghe thấy nhá. Tại vì người ta khôn. Còn những cái đứa mà ngu á thì mới đứng ra giữa đường kia mà chửi người ta như vậy.
Như thế là có ngày mất hết răng á. Thế xà nói cái này á nó cũng tốt cho những cái người mà không biết suy nghĩ, hiểu không? Mình phải biết là mình mình sang đây chân ướt chân ráo chả biết cái gì, dám bố lão bố tuyết đứng ra giữa đường. Riêng cái luật mà nói kỳ thị cái kiểu đấy là đã phạm vào luật pháp rồi. Cái thứ hai nữa ở đây nói là tự do đấy, nhưng mình nói cái gì, đúng không? Được nói cái gì và nói như thế nào, chứ không phải bạ cái gì cũng nói. Các bạn có thấy cái ở trên này có ai dám lôi lôi người này người kia ra, ví dụ như chẳng hạn Ly Xào chẳng hạn, có đứa đứa nào mà người dám lộ mặt ra đây mà lôi tên Ly Xào ra chửi không? Tại vì cái luật nó không cho làm như vậy. Không như ở Việt Nam. Việt Nam mà con Hồng Thái Hoàng này ngồi chửi lung tung người ấy, nhiều người cứ lôi người này người kia ra chửi, đúng không? Ở đây không, tự do đấy, thử lôi lên lôi tên đi xa ra chửi xem, lộ mặt đi, đúng không? Người ta không làm thôi, nếu mà người ta làm á thì chỉ có chết rồi. Cho nên ở đây á nó rất tự do, nhưng mà đừng có phạm luật đó. Nên là nghe cái con này nó nói nhiều khi cho nên là Lisa mới mới có cái hứng thú lên đây ngồi nói chuyện để xem rồi gì là nghe tiếp nó nói. vô cùng khó khăn, trẻ em, quyền lợi của con người, cái cá nhân, cái quyền cá nhân của con người rất là cao, và sống môi trường rất là an toàn từ cái thực phẩm. Mọi người thừa biết là khi vào Việt Nam, những người bạn của Thế Hoàng về từ Úc, từ Anh, từ Mỹ về Việt Nam có thể tha lỗi rất nhiều thứ, thức ăn, thực phẩm, rồi những cái loại đồ gia dụng khác như vậy vào được đất nước Úc. Thế Hoàng tất cả là như là thực phẩm không được mang vào, thuốc thực phẩm dung dịch chất lỏng cũng không được mang quá 100 ml. Họ rất là an toàn để vào được đến đây, rất là an toàn. Thành ra là khi ăn bất kỳ một cái món đồ ăn nào, thực phẩm nào ở đây gần như là không có lo sợ vấn đề gì nhiễm độc nhiễm khuẩn, không hề có. Giá như giá đó các bạn nghe nó nói không đúng, thì vào đây vào ăn không sợ. Tại sao không sợ? Tại vì những cái người bán hàng á, người ta mở một tiệm ăn ra rất là nhiều tiền. Nó không phải là mình cứ đi ra ngoài mình bày một cái kiện cửa tiệm ra là mình bán hàng đâu. Mình không phải như thế. Như mình có cái hoa quả gì mình vặt mình bán mình mang ra cửa mình bán cũng cũng được, không phải như thế. Mà khi mà vào một cái tiệm ăn hay bất cứ một chỗ nào bán, người ta đều phải có cái bằng hay là có cái giấy được quyền mở cái hàng này ra. Và khi cái người này bán cái hàng này ra đó, mà người ta ăn mà người ta bị làm sao đó, thì á cái người chủ á, người ta sẽ đền chết chết luôn và sập tiệm luôn. Thế bây giờ mở một cái tiệm ra cả đời có khi không mở được một cái tiệm, mà mở ra mà mình không làm ăn đàng hoàng á thì mình sẽ chết. Cho nên là ở đây á, tại sao cái thức ăn nó như vậy? Tại vì tất cả mọi người đều rất là tuân thủ. Ví dụ như là mở một cái tiệm là phải mở đàng hoàng. Đó. Ăn uống là phải có. Vào tiệm ăn hay là cái gì nó khi trả tiền là phải có giấy tờ đàng hoàng. Ví dụ vậy. Còn ở Việt Nam thì sao? Cứ đi ra đây bán. Cứ mở ra đây bán. Thế bây giờ người ta làm như thế nào mình ăn mình đâu có biết, đúng không? Tại vì người ta không đăng ký với chính phủ, người ta không đăng ký với chính quyền. Bây giờ mình bị làm sao? Mình kêu ai? Thì cái lỗi này lỗi của ai? Lỗi của chính cái người dân mình không có đi vào một cái quy luật. Bây giờ ví dụ như những cái người bán hàng người ta đến đến kia người ta đến cái nơi này, trang trại này bán gà, bán lợn. Người ta mua về người ta làm thức ăn thì những cái nơi đó người ta có cái nguồn gốc rồi cái nuôi những cái con đấy như thế nào, như thế nào bệnh tật như thế nào người ta sẽ bao quát được. Nhưng người mình làm sao không có biết lấy từ ở đâu ra chẳng hạn vậy, tại vì mình không đi vào một cái đường lối nó quy định. Bây giờ người Việt Nam nên xả thấy đang làm những cái chuyện như vậy.
đúng không? Cái gì nó cũng phải từ từ, và cái gì nó cũng không không phải là chỉ cái ông kia ông ở bên trên ấy ông mới làm, người dân cũng phải đi theo chứ, cũng phải làm theo, cũng phải tuân thủ chứ. Bây giờ nói là muốn sạch muốn đẹp nhưng mà có cái thùng rác ở đây kia, đây các bố các mẹ không đáp vào thùng rác, các bố các mẹ không đáp vào đây này, thế thì đến cụ cái ông thánh nào cũng không làm được sạch đúng không, cứ bừa đâu, tại vì quen rồi, sống cuộc sống nhiều khi nên sạch chẳng cần nói ra thì các bạn cũng biết đúng không, nhưng ở đây nó không không phải là như vậy, cái gì nó cũng tiền đấy, cái gì nó cũng tiền đấy, từ một người bình thường mình cũng phải đóng tiền này tiền kia, tiền thuế tiền má, tiền thuế môi trường, rồi tiền thuế nhà, rồi tiền thuế đất, rồi tiền thuế rác, rồi tiền thuế đủ các loại tiền. Ngay như lên xã có bốn đứa con, ba đứa đi làm rồi là phải đóng thuế rồi đúng không, thế thì những cái đấy người Việt Nam ví dụ trong một gia đình có ba bốn đứa con ấy, đóng thuế bao nhiêu tiền, nên xã chỉ hỏi đơn giản vậy thôi, thì từ đó các bạn tự nghĩ ra tự hiểu ra là cái xã hội mình tại sao như thế và tại sao ở bên này nó lại như thế. Chứ mình đừng có đi tự nhiên mình đi sang nhà một cái nhà giàu xong mình kiểu wow nhà nó như thế chứ, nhà nó đẹp như thế, rồi nó có xe đẹp thế, nhà nó đẹp thế, nhà nó cao thế, về bảo chứ sao bố mẹ không mua cái nhà đẹp như thế ở đúng không, nó đang sang bên này nó đi chơi, bốn đứa con nó ở Việt Nam nó bảo nó thương cho người Việt Nam, vậy Lisa cũng rất thương cho bốn đứa con nó đang ở Việt Nam đúng không, đó thì nó cũng đơn giản như vậy thôi đúng không? Thương như thế nào rồi bốn đứa con nó làm tiền, ví dụ như Lisa lại lấy ví dụ nó có tiền nó cho con cái nó đi học, ăn học thì không thèm ăn học, xong rồi cứ suốt ngày đi đi chơi bời, xong không chịu làm ăn gì, xong cứ chờ mẹ cho tiền thôi. Thế thì hỏi rằng những cái đứa con đấy nó sẽ như thế nào và gia đình nó sẽ như thế nào, nó rất là đơn giản để mà mình nhìn thôi đúng không, chứ chứ còn là đừng có bước sang đây một cái là đương nhiên. Thế xả không nói là Việt Nam tốt hay là Lê xả không nói ở bên này là xấu, nhưng cái mình phải mổ xẻ ra cái đẹp cái hay và mình phải mổ xẻ ra xấu cái không xấu, lý do tại sao mình phải nhìn từ những cái đấy, chứ không phải mình nhìn mình cứ đi bước chân vào cái nhà giàu mà mình nói hòa nhà người ta giàu thế, tại sao nhà mình nghèo thế, tại bố mẹ mình không chịu đi làm rồi không lo cho mình rồi này kia các thứ, sao mà nhà mình nghèo thế, nhưng mà không nghĩ được là mẹ mình thế này thế kia không buôn bán được hay là cái gì cho nên nhà mình nghèo, hay là bố thì đi cờ bạc hay là bố thì làm này làm kia, mẹ đi làm này làm kia thì gia đình không có đơn giản vậy thôi đúng không, chứ còn cứ cứ đi sang đây xong rồi đứng ở giữa đường ấy xong nói ôi trời ơi ở đây nó sạch lắm nó đẹp lắm, nhưng ví dụ nhưng mà Liên Xà cảm giác là này này cô này á, cô ấy giống như là cô đang bầu, cô như bỡ ngỡ như một đứa trẻ mà đi đến đâu cũng lạ lẫm này kia đấy, rồi cô ta cũng rất nhiều những cái lạ lẫm, ví dụ như là bị cảnh sát nó phạt thì cô ta cũng sẽ lạ lẫm, hay là cô ta nói những cái câu vớ vớ vẩn vẩn, hay là nói đơn giản là chụp hình hay đưa lên mạng một cái người nào trúng vào phải một cái người nào đó rồi người ta nhìn thấy vô tình người ta nhìn thấy người ta kiện người ta đưa cô ta ra tòa, thế là cô cũng chết rồi thì cô cũng sẽ ngạc nhiên đúng không, đấy, đấy nó rất là đơn giản như vậy thôi, rồi ấy, có những cái mà sang đây chưa hiểu cái gì hết mà dám đứng ở bên đấy nói ôi người Trung Quốc thế này cái kia, cái đấy là kỳ thị, cái đấy là ở đây người ta có quyền kiện mình đúng không, rõ ràng nó lên trên mạng nó nói người Trung Quốc là không gì cái gì đuổi 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 chim đại sản cái sản cân ấy nên rằng ngồi nên rằng nghe đó đại khái là vậy ok
mình có thể mình nói với nhau, bạn bè mình nói với nhau hay là bất cứ ai, người ta cũng có thể nói được, nhưng mà không được phép nói như vậy ở trên 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 những cái nơi công cộng này. Cho nên đó là một cái điều ngu xuẩn mà Lisa nói ra đây cũng là tốt cho cô ta. Nếu mà cô ta còn tiếp tục đi nice gym thì cũng nên để ý, tại vì những cái luật lệ ở đây mà không hiểu tại sao những cái người mà bảo lãnh cho cô ta không có nói những cái chuyện ở bên này như thế. Và nếu như thực sự ở Việt Nam mà không có tự do rồi, không có quyền ăn quyền nói hay là cái gì hết, tại sao cô ta được sang đây? Tại sao người ta lại cấp giấy cho cô ta đi sang đây? À, cấm cô ta nói là ở Việt Nam cái gì Hồng Thái Hoàng nói thì người ta nói thế này thế kia, thế mà chính quyền Việt Nam lại cấp cho cô ta đi sang đây để cô ta nói tiếp. Vậy thì không hiểu lý sao, không hiểu cô ta đang làm cho ai đấy. Nếu mà mang cầm cái passport cầm đi khắp nơi để quảng cáo Việt Nam rất là tự do. Tao được đi khắp nơi đây, tao chẳng có làm ăn gì, tao chẳng có cái gì mà tao chẳng có công việc gì cả, mà một mình tao bốn con mà tao đi khắp nơi, tao đi chơi đấy. Đấy, lại còn tuyên bố ở đấy, mình sẽ bỏ ra 1 năm để mình đi đi chơi. Vậy mình ở đâu lấy mẹ ra tiền lắm đấy. Thì không là cái một là mình đang làm, có thể là Việt Nam đang cho tiền để mình đi quảng cáo cho Việt Nam, thì làm quảng cáo mà quảng cáo bao giờ cũng phải trả tiền đấy. Bây giờ Lisa muốn thuê một cái công ty quảng cáo hay là lên trên đài ở đây đấy, bên này Lisa muốn quảng cáo cái thương hiệu của Lisa thì Lisa phải cho tiền người ta mới quảng cáo cho đó. Nó đơn giản vậy thôi, cái gì cũng vậy, có tiền hết. Bây giờ một cái nhà hàng muốn lên trên mạng này muốn quảng cáo cũng phải trả tiền, thì cái đài đó nó mới trả tiền cho. Có phải rằng cô Hồng Thái Hoàng này đang làm cho ai đây thì mới có tiền đi chơi như vậy chứ. Bây giờ làm cho bọn bọn gì nhỉ, bọn bọn Cờ Ba Sọc thì nó trả tiền nó mới bảo lãnh cho cô sang đây, đúng không? Cô sang đây cô nói những cái chuyện rất là vô lý, một cái là Việt Nam không có tự do, vậy mà cô lại được đi sang đây, thế là không hiểu là cô đang làm cho ai đây. Đó, nên sao thấy rất là funny. Thấy không biết là cái bọn mấy cái người hoạt động hay là tranh đấu cho nhân quyền đang làm cái trò gì đây, đúng không? Đang đang quảng cáo cho Việt Nam hay là đang làm cái gì, đúng không? Đang lừa đảo những cái người quyên góp tiền cho cô đi đi hưởng thụ. Nếu những cái người ấy làm những cái chuyện như thế thì những cái người quyên góp ấy lên nhìn thẳng vào sự thật đi, đúng không? Muốn cho Việt Nam, muốn thương Việt Nam, muốn này kia các thứ thì phải hiểu biết rằng người Việt Nam đang muốn gì. Họ đang cần công ăn việc làm thì phải tìm việc làm cho họ làm. Phải làm sao để cho người Việt Nam người ta có công ăn việc làm, đúng không? Thì người ta mới có tiền, có này kia thì người ta mới nghĩ nhiều đến chính trị chứ. Bây giờ ăn còn không đủ mà ăn, nếu mẹ đâu ra ra thời gian mà ngồi chính trị. Còn mấy cái các ông các bà bên này á không có trợ cấp á thì có ở đấy ra cái, móc đâu ra mà có thời gian hay là có tiền nữa, có ăn nữa mà ngồi đến cái cộng đồng ấy mà ngồi mà tán phét bố láo bố tuét ba cái tầm bậy tầm bạ. Đó nên sao, nên sao cũng cảm thấy rằng nếu như nên sao ngồi trên này nên sao nói, nên sao biết rằng rất nhiều người biết Lê Sà cũng không thích, không thích, đấy là cái quyền của các người, nên sao muốn nói riêng với mấy cái người như vậy. Ở đây là tự do, đúng không? Lê Sà cũng có quyền nên sao nói, cho nên các người không thích hay là như thế nào á, Hồng Thái Hoàng nó chửi cái gì nhỉ, đừng có chửi bậy à Lê Sà. Các bạn có nghe 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 rõ cái vụ cái gì à, Lê Sà cho đến gần gần cuối này à. Có thể nói chắc là tôi đi ra.
hiểu. À, để sướng mồm, để cho Hoàng Thái Oh Hoàng tức yeah. giận. Nhưng mà làm sao những điều đó có thể làm cho Hoàng Thái Hoàng tức giận được? Oh yeah. Những việc các bạn đang làm, những lời các bạn đang nói chỉ làm cho Hoàng Thái Hoàng thương các bạn hơn. Oh yeah. Là thiếu exactly. trí tuệ, rất là thiếu văn minh. Yeah, và what a thậm chí là what? Không được dạy dỗ để nói những ngôn từ tử tế và lịch sự. Đồng ý, rất là đồng ý. Tại sao ăn nói lại không có lịch sự? Đất nước người ta bảo vệ cây xanh như nào, đất nước mình chặt cây xanh như thế, đất nước người ta bảo vệ môi trường như nào, đất nước mình hủy hoại môi trường như thế. Đất nước người ta bảo vệ quyền con người như nào, đất nước mình lại dập cái quyền con người một cách khủng khiếp và tàn bạo. Đúng rồi, tàn tại bạo sao, cho tại nên sao mới có như vậy, tại sao cuộc sống của họ văn minh như vậy, thu nhập họ cao như vậy, đời sống của họ tốt như vậy, thực phẩm họ không bị ô nhiễm, không bị độc hại như vậy, mà mình vẫn cứ nói rằng mình hơn họ. Okay. Và có những người rất nhiều người giàu họ không ở Việt Nam, họ muốn đi ra khỏi Việt Nam, vậy thì những người đó họ đều là dốt hết ạ. À? Ok, lại nói đến những người giàu. Đó, các bạn nghe thấy không? Nói là đây là Hồng Thái Hoàng đang dạy những cái ông bà mà chuyên môn lên trên mạng chửi đấy, những cái ông mà ba sọc ba xét gì đấy, rõ ràng chửi chưa? Đừng lên đây chửi những cái đấy là để làm gì? Thế là ông bà Lisa nói nhá, rõ ràng nhá. Rồi đấy, rồi cái gì bảo vệ cây xanh, rồi cái gì môi trường ô nhiễm. Bây giờ Lisa hỏi các bạn ở bên này, Lisa phải đóng cái tiền cho công viên, đúng không? Tiền này, tiền kia, tiền môi trường, môi chiếc cả, Lisa phải đóng hết. Còn ở Việt Nam đóng bao nhiêu tiền một năm? Lisa hỏi đơn giản vậy thôi. Bây giờ muốn thuê, muốn một cái người, người ta trồng một cái cây thì phải trả tiền cho cái người đó, đúng không? Hoặc là muốn làm bất cứ một cái công viên, làm cho cái con đường nó đẹp thì phải thuê người. Vậy tiền ở đâu ra? Ở bên này á, chúng tôi phải đóng thuế, chúng tôi phải trả tiền hàng năm, đúng không? Thì nó mới có những cái con đường, nó mới có những cái công viên đẹp như thế để cho mọi người đi, để cho mọi người chơi. Chứ không phải đơn giản mà tự nhiên là có người người ta trải đường cho mình để mình đi như thế đâu. Nhá. Đó. Rồi á, cô ta vừa mới nói cho những cái bác mà chuyên môn lên trên đây chửi bậy đấy nhá. Đó. Không biết là Lisa thấy mở lên các bạn có nghe rõ không? Không có đóng cái gì hết. Nguyễn Phúc Hưởng. Ở Việt Nam không có đóng cái gì hết. Đó. Vậy thế thì lấy tiền đâu ra mà môi mới trả trường? Ở bên này đóng mỗi một năm là đóng hàng ngàn đồng tiền thuế, rồi tiền môi trường, rồi tiền nước cũng phải đóng riêng. Tiền nước mình dùng không nói rồi, tiền mà người ta những cái cống rãnh này, rồi người ta phải no thì phải có tiền cho những cái công nhân đấy, nó làm, nó móc cống lên cho mình để mình mới ị xuống, rồi mình cái đấy nó mới thoát đi chỗ khác, đúng không? Thì mình phải đóng tiền, đơn giản vậy thôi. Thế rồi á, những cái cây xanh này kia các thứ, cứ bảo là dân được nói hay là dân được quyền gì, như nên xả vẫn nói đấy. Nó tự nhiên hôm nọ nên xả gửi nhìn thấy cái giấy nó về, nó nói là cái công viên này con nợ bao nhiêu tiền nữa, rồi xây bao nhiêu tiền, rồi nó nợ bao nhiêu tiền mình đấy. Tự nhiên nó cứ xây lên, nó cứ làm lên, nó thấy chỗ này phải cần phải làm như này, chỗ kia phải cần làm như kia, thì nó cứ làm rồi, nó đâu có hỏi qua mình đâu. Nó đâu bao giờ nó viết giấy về, nó bảo chúng tôi chuẩn bị làm cái này, việc gì đó. No, chỉ có việc trả tiền thôi. Đó. Cho nên những cái nơi nào mà nhà cửa mà nhiều công viên rồi đường đẹp này kia các thứ, mua ở nhà những cái chỗ đấy là phải trả tiền. Trả tiền cho những người đi, người ta bảo vệ những cái khu đấy, rồi những cái trồng những cái cây, những cái công viên này kia, dọn dọn sạch sẽ cái công viên đấy. Phải mất tiền à. Chứ còn ở Việt Nam không mất cái đồng xu nào mà cái gì cũng đòi. Kiểu như là mẹ đi già vẫn chửi con nhà lính tính nhà quan.
Đã nghèo mà suốt ngày đòi 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 gì đấy, kiểu dân đóng nó lại đi biểu tình á. À, kêu dân đóng đúng. Tại vì như tại sao, lý do tại sao như mọi người thấy là ở bên này được đi biểu tình, tại vì mỗi một thứ người dân người ta phải đóng tiền thì người ta được quyền, người ta đi ra người ta nói ồ cái này nó như thế này, nó ví dụ một con đường này nó bị suốt ngày bị chạy không có điện chẳng hạn, hay là đường xá hay là gồ ghề hay là ổ trâu ổ gà ví dụ vậy, Lisa có quyền nói. Lisa bảo tại sao thế như này như này, Lisa có quyền khiếu nại. Tại vì sao? Tại vì mình đóng thuế đường xe mỗi một năm á, mình đóng bao nhiêu tiền, cũng bao nhiêu 800 7 800 gì đó tiền thuế đường. Ở đây mỗi một nhà ít nhất cũng phải có một cái xe nhá. Và đã đấy là nói là một nhà mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con dưới tuổi trưởng thành ấy. Khi chúng nó trưởng thành á hả, nhà nào cũng phải người nào cũng phải có một cái xe. Thì á ví dụ như nhà Lisa có hai cái xe chẳng hạn, có hai vợ chồng hai cái xe chẳng hạn, đã đóng gần 2.000 đồng tiền thuế rồi, ok. Rồi ví dụ như là con mấy đứa con nó cũng có xe nữa thì là mấy ngàn tiền thuế rồi một năm đó. Thì khi mà cái đường đó nó không tốt mà suốt ngày ổ trâu ổ gà thì đương nhiên là người ta cầm cờ lên người ta biểu tình là đúng rồi, cái đó là đương nhiên rồi. Mình không thể, còn ở Việt Nam đóng cái gì, đóng bao nhiêu, có đóng không, có thể là đóng nhưng mà đóng bao nhiêu đó, có xây được cái đường không, có làm được cái gì không. Một cái xe thôi đã gần ngàn bạc rồi một năm tiền tiền thuế đường. Các bạn nghĩ đi, bất cứ một cái gì cũng phải tiền hết. Ở bên này làm sao, đã nói là chính phủ nó chỉ ngồi đấy để nó thu tiền thuế thôi đó, cho nên là cái thuế ai mà không đóng á là tội hình sự, là tội rất là nặng đó, là cái tội trốn thuế, tội rất là nặng ở bên này. Ừ. Còn nàng ấy nói là ở Mã Mã Lai nàng ấy tới sân bay xong nàng đi ra hơn 1 tiếng ở trên Mã Lai. Thưa với mọi người là từ ở cái sân bay đi ra Kuala Lumpur là gọi tắt là KL, thế nó đường xá nó rất là rộng, nó giống như đường cao tốc ở Việt Nam ấy, có rác không, đường cao tốc có rác không cứ đi như thế. Mà Mã Lai là một cái nơi á tắc xe rùng rợn luôn nên sao nói cho các bạn biết như vậy, cực kỳ là đông xe, cực kỳ là tắc xe, người ta đi đâu người ta, tại vì Lisa đã từng ở qua đó rồi nhá. Rồi đến những cái chợ như là chợ của nó không khác gì ở Việt Nam ấy. Có lần đi xa đang đi ở cái khu cũng nhà tầng ấy. Cái đang đi này rơi bột một quả trứng vào trước mặt này, nó trên nó áp xuống, nó có khác gì người Việt Nam mình đâu. Rồi á còn kỳ thị rồi này kia các thứ, rồi vào những cái nơi có những nơi á đi toilet còn phải mất tiền nữa. Đúng không? Rồi đi số 2 á là phải mua giấy, mình không có giấy là mình phải đi 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 mua giấy. Nó ngồi một cái bàn ở ngoài cửa cái nhà vệ sinh đó, nó ngồi ở đấy nó có vài cái giấy, giấy lau mồm cũng có, giấy lau gì cũng có, nó ngồi ở đấy nó bán rồi nó thu cái tiền giống như là dọn vệ sinh ấy, bao nhiêu tiền nữa. Mình đi vào cho nên đi sang đấy lúc nào trong túi cũng phải cái giấy vệ sinh là cái thứ nhất, với tiền lẻ là cái thứ hai. Và những cái khu sang trọng hay là những cái khu to lớn thì không biết là bây giờ hình như bây giờ có mất tiền như vậy. Có những cái nơi nó vẫn cứ lấy tiền, tại vì nó phải lấy cái tiền dọn dẹp chứ. Đấy. Nên khi mà lên sàn nghe thấy nó kể chuyện về Mã Lai rồi nó khen Mã Lai mà Lisa buồn cười quá. Rồi Lisa mới cho tất cả những cái mà
về giống như là xe những cái chuyện ở Mã Lai giống như đánh nhau rồi trộm cắp. Thế sao nói cho các bạn biết ở Việt Nam á, buôn vàng có ai cầm súng đứng ngồi ngoài cửa không? No, Mã Lai là có. Cái tiệm vàng á là sẽ có một ông đen xì xì á, ngồi ôm khẩu súng khư khư ngồi ở ngoài cửa đấy. Tại sao vậy? Là ở bên đấy á, cướp giật rất là kinh khủng nhá. Đừng, còn hơn Việt Nam nữa cơ, Việt Nam chưa là cái gì đâu. Không biết cái gì thì á, từ từ nếu mà mình cảm thấy mình hạnh phúc mình đi ra ngoài, từ từ đừng có nói vội. Phải quan sát, làm con người nó là phải như vậy. Trước khi mình nói cái gì á, mình phải từ từ mình nhìn đã, mình phải thực sự mình sống trong đó, mình phải gì mình nói thì nó hay hơn. Tại vì rất là nhiều người người ta đã từng ở đó rồi và người ta biết rồi, và kể cả những cái dân ở đó nữa hoặc là người Việt Nam cũng có ở bên đó. Khi mà mình nói ra những cái đó không phải sự thật, người ta sẽ bịt mũi, người ta cười cho, đúng không? Nên làm cái gì nó cũng phải, mình phải biết suy nghĩ, mình phải tìm hiểu rồi mình cũng nói. Làm gì cũng nghĩ trước, đến chốn thế trước tiên. Đúng rồi, ở đây mà không trốn, không phải không gian thuế là chỉ chết đói thôi. Bây giờ ấy thật đấy, hầu như ai cũng vậy. Đến mùa thuế bây giờ là bắt đầu này, tháng này là bắt đầu khai thuế đấy. Mà khai thuế làm sao, khi mà cái giấy thuế nó về, có nghĩa là giấy thuế của cái công ty mình nó gửi về là cho mình biết là mình làm bao nhiêu một năm á, rồi là phải khai bao nhiêu, 20%, 20% là mình mình làm 10 đồng thì nó lấy 2 đồng đấy. Thế như thằng con đi xá đi làm có mấy tiếng thôi cũng cũng 20 20 20% yeah, 20% đó thì cũng phải đóng thuế kìa, chứ đâu có phải là như như người Việt Nam đâu. Ni xả chưa thấy bao giờ bố mẹ ni xả hay anh chị em có cái gì bao giờ khai thuế cả. Khai thuế là phải đi ra cầm cái số tiền đấy ra, cầm ra khai thuế, tên tôi là này 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 này, làm chỗ này chỗ kia, có một cái khuôn sẵn, có người làm cho mình, có cái người đó gọi là accountant. Accountant là người kế toán, kế toán nó làm ấy, thì mình phải trả tiền cho nó. Ví dụ như mỗi một năm nên xả trả 70-80 gì đó, tùy ở cái nơi, có những nhiều nơi nó cũng rẻ, có nhiều nơi đắt. Mà khi ta khai, ví dụ nó bảo là mình nói là mình đi làm mình phải mua mấy đôi giày, hay là mình phải vào xăng, hay có những cái công việc mà mình được lấy thuế lại á, ok, cái kế toán nó ok, nó tìm nó bày cách cho mình, nó bảo làm này để lấy lại thuế nhiều. Thế nhưng nó mình phải chịu trách nhiệm, chứ không phải cái người kế toán nó chịu trách nhiệm. Mình ký vào đó mình nói là ok để mình lấy cái số tiền ấy về, thì cái người kế toán nó chỉ biết làm cho mình thôi, nó không chịu trách nhiệm là mình khai gian hay không nhá. Đến khi mà sở thuế nó mà tìm điều tra ra, nó hỏi ví dụ mình thấy về nhiều quá chẳng hạn vậy, thế xong rồi nó sẽ nhìn vào cái hồ sơ này, nó sẽ hỏi ví dụ mình mua cái này, cái receipt gọi là gì, hóa đơn đâu đấy, không có hóa đơn, hay là có nhiều những cái mà mình không có thể có bằng chứng mình đưa ra là như thế, thì mình sẽ phải trả lại cái số tiền đó. Đó, đó là thuế. Các bạn hiểu không? Nên giờ nói qua về về thuế, cách khai thuế ở bên này nó là như vậy. Mình trong vòng 6 năm nhá, mỗi một 6 năm mình, ví dụ như cái công việc mình làm ấy, mình khai thuế rồi nhưng 6 năm sau nó vẫn có quyền nó lục lại cái ngày, ví dụ cái năm đó mình khai, mình lấy lại từng đó chẳng hạn. Nhưng 6 năm sau nó vẫn có quyền nó lôi cái hồ sơ đấy ra để nó tìm lại xem là mình khai có đúng không. Nếu như mình không có đủ bằng chứng, mình nói là ồ tôi có bằng chứng đây hay là thế này, thì mình sẽ phải trả lại cái số tiền mà mình lấy về. Trả lại vậy.
Chẳng hạn mình đóng 1.000 tiền thuế, nên giả giải thích, ví dụ nên giả đóng ví dụ nhá, 1.000 tiền thuế, xong mình khai 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 của tôi phải đi đổ xăng mất từng đây, hay là cái công việc của mình phải làm thế này, mình lấy để được 500 chẳng hạn vậy, lấy mình nói ít cho nó dễ hiểu, nên lấy 500 được về, lấy được về rồi mình ăn 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 hết rồi chẳng hạn vậy. Thế xong rồi đến 6 năm sau, nó 5 năm sau, 6 nó gần 6 năm ấy, nó mới nhìn lại, nó mới tìm hiểu lại, nó lôi 6 năm tất cả những cái năm mình khai thuế, từ cái năm đó nó kêu mình lấy hết những cái hồ sơ của 6 năm ấy đi, mỗi một năm khai thuế lấy hết ra. Thế là lấy ra, thế là nó mới tính lại con bé này lấy 500 cái năm này, rồi cái năm đó lấy 1.000, cái năm đó lấy 3.000. Thế nó mới hỏi là những cái bằng chứng đấy đâu, những cái hóa đơn đâu. Thế mình không có chẳng hạn vậy. Thế là nó nói mình là khai gian chẳng hạn vậy. Đấy là một cái nên xả lấy rất là một cái ví dụ để đơn giản để cho các bạn hiểu. Thì khi mà không có thì có nghĩa là mình khai gian. Thế khai gian này nó bắt đầu nó bảo là mày lấy cái số tiền này không đúng, bây giờ mày phải trả lại cho sở thuế. Ok, mình đồng ý trả lại thì không có cái gì, mình không đồng ý trả lại, mình không trả thì nó bắt đầu nó có những cái luật lệ khác, nó sẽ tóm mình đó. Đó là thuế ở bên này. Vậy Lisa hỏi lại, khi mà những cái người sang đây chỉ biết là so sánh được những cái đẹp, cái hay, cái tốt, cái ôi giời ơi cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, cái gì cái môi trường, cái gì cũng đẹp. Ok, so sánh Việt Nam rất là không đẹp. Ok, nên sao đồng ý, nên sao không nói là Việt Nam hơn ở bên này. Nhưng có so sánh được những cái thuế má, những cái gì mà người dân Việt Nam làm và đóng cho cái chế độ đó, và bên này những cái gì người ta làm, đóng bao nhiêu và Việt Nam như thế nào, phải so sánh những cái đó thì mình mới hiểu được tại sao bên này nó giàu, tại sao ở Việt Nam nghèo, đúng không? Cũng như Lisa giả nói, nhưng có mấy đứa con mà con thì chỉ có biết ăn thôi không biết làm, thì móc đâu ra để mà nó cho nó, đúng không? Rồi con cái Lisa giả ví dụ như nó đi làm rồi, nó có thể mua được vé cho Lisa đi chơi, hay là nó Lisa đi đâu nó cho tiền chẳng hạn, thì nó phải đi làm nó mới có cho, nó cho Lisa chứ, bây giờ Lisa nó không có thì nó móc đâu ra là cho, đúng không? Đó là những cái mà Lisa muốn nói về cái con bé này. Thì Lisa không hiểu là nó sang đây để nó quảng cáo cho người Việt Nam hay là nó đang làm cho cái bọn nào đó. Nó cảm thấy rằng nó rất là sang đây rồi nó so sánh người Việt với lại ở bên Úc này hoàn toàn khác, cái gì ở đây cũng hay, đất nước chính phủ nó lo cho, lo cái gì, người dân đóng thuế rồi cái thuế đó nó mới bỏ ra nó cho nó lấy của người giàu nó chia cho người nghèo. Chứ móc đâu ra người dân mà không đóng thuế nó lấy mà bố nó ra nó cho. Bây giờ Úc này đang nghèo này, đang nghèo bây giờ nó đang nhiều nọ nên sao mới nghe ai nói nhỉ, chạy xe cẩn thận á, bây giờ Úc nó đang nghèo á, động một cái là nó phạt đấy đấy, hiểu không? Cho nên là nó chỉ chờ thuế chờ phạt để nó lấy tiền thôi. Cho nên là người dân mình bây giờ, những người ở Úc này bây giờ làm cái gì cũng phải cẩn thận, nếu không động cái nó phạt ấy, không còn tình nghĩa gì nữa đâu, đúng không? Tại vì Úc đang nghèo rồi. Ok, vậy nên Lisa nói đến đến đây để cho các bạn hiểu được về cái muốn so sánh thì Lisa so sánh xem nó nói gì nữa. Đó là hai cái câu đầu đầu môi, chứ không như là những cái người đang cố gắng phản biện, mà phản biện một cách rất là thiếu văn hóa, mày tao chửi tục, rồi Đấy, là nghe mọi chưa? cách để mà gọi là xúc phạm người khác, không cần quan tâm À, đến đúng việc rồi, đúng tức rồi, là đúng nó đúng hay sai, chỉ cần cứ xúc phạm được là xúc phạm thôi. rồi. À, đấy, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
Cái này là nên nói đúng rồi đấy. Đúng không? Đó. Các bác ấy mỗi lần lên đây toàn cho người ta, toàn Và ngay phóng cả phụ bây tùng giờ cho người các ta cấp nó cũng có quyền của mình, thì... ngay cả người phạm tội họ cũng có quyền, bởi vì pháp luật sinh ra, pháp luật được đặt ra, luật này được đặt ra để làm cái ranh giới để xử tội những người đó. Vậy thì ngay cả một kẻ ăn cắp hay một người giết người cũng phải được xử đúng luật, đúng tội, và cũng có quyền được bào chữa, quyền được thanh minh, quyền được biện hộ cho bản thân mình. Vậy mà ở đất nước mình và trước mặt Hồng Giáo Hoàng có rất nhiều người không cho người khác quyền được nói, chỉ tìm mọi cách để vu Nghe khống, thấy để chưa? ngăn chặn, để xúc phạm đến cái tiếng nói của người khác, mặc dù những lời nói đó hoàn toàn là sự thật. À, đấy thấy chưa? Đấy, em Hồng Thái Hoàng em đang nói là không cho nói. Đấy, Lisa lên trên này nói thì chúng nó chụp hình chụp hết rồi, chúng nó chửi rồi, chúng nó bảo giết con cộng sản đi rồi, nó chụp hình nó khủng bố Lisa rồi, nó bảo Lisa đi đến đâu rồi nó chọc thủng bánh xe rồi nữa, rồi đuổi con Lisa lại về về Việt Nam đi. Đấy, các bác mà đấu tranh cho nhân quyền rồi á, cho tự do á, thì nghe thấy em Hà Hồng Thái Hoàng em nói chưa? Đó, phải nghe kỹ đi. Rồi, trước khi mình đấu tranh cái gì á, mình làm cái gì á, mình phải suy nghĩ chứ. Nếu thực sự, bây giờ Nisa nói, nếu thực sự các ông ở bên này thương người dân Việt Nam, các ông nghĩ rằng các ông đấu tranh để cho người dân Việt Nam sướng, thì các ông hãy làm để cho cái gì, để cho người ta nhìn thấy được mình hay, mình tốt đi. Thì người ta mới theo mình chứ. Phải làm một cái gì đi để cho người ta thấy sự thật là mình là phải khác với này người Việt Nam. Mình phải những cái gì người Việt Nam ở Việt Nam làm ấy thì mình phải làm khác đi. Ví dụ như nói Việt Nam là không cho nói, thì ở bên này mình phải cho người ta nói. Người ta nói mà kệ người ta, người ta muốn giương cái cờ gì lên này mà kệ người ta, đó là tự do. Mình phải làm khác đi chứ. Nhưng mà đây này á, lại còn cái gì độc quyền hơn cả những cái người ở Việt Nam, thì lại còn không cho người ta nói, không cho người ta làm những cái gì người ta muốn, trong khi cái đất nước này lại không phải của mình, đúng không? Thấy nó rất là vô lý ở cái chỗ đó. Cho nên Ninh Sạc khuyên những cái người mà muốn đấu tranh cho nhân quyền hay bất cứ một cái gì, nên sao đồng ý, nên sao không nói là đừng đấu tranh. Đấu tranh chứ, những cái gì mình không cảm thấy không đúng mình đấu tranh, nhưng đấu tranh nó phải đúng, đấu tranh nó phải có khoa học, nó phải có lý luận, nó phải đúng. Chẳng hạn như là các người muốn đấu tranh cho người Việt Nam được quyền tự do, phải được nói này kia các thứ, thì phải để cho tôi nói chứ. Tôi cũng đang sống ở cái đất nước tự do này mà tại sao lại đe dọa tôi, đúng không? Cái đấy là một cái sự vô lý và một cái mà để cho những cái người Việt Nam người ta mất mất cái niềm tin đối với các ông các bà rồi, đối với những cái người đấu tranh ở bên này. Tại sao phải đe dọa những cái người bên này? Tại vì á, các người muốn ngăn không cho người ta nói ra những cái điều người ta suy nghĩ để phải lừa đảo được thêm người khác. Tại vì ở người ở bên này người ta không dám nói, tại vì người ta nghĩ rằng con cái người ta, gia đình người ta, làm ăn người ta không muốn dây với bọn hủi, cho nên người ta không nói thôi. Chứ thật sự ra người ta không sợ thì các ông các bà đâu, tại vì ở đây có luật pháp. Đó, nên Sảo muốn nhắn lại với mấy cái người đấy. Hơn nữa có một vài người nên Sảo cũng biết vẫn là trẻ mà biết tiếng Anh đàng hoàng, tại sao mình không tìm hiểu cho nó kỹ, đúng không? Rồi mình hẵng phát biểu. Cái chuyện xưa kia nó xảy ra rồi, bây giờ mình là cái lớp mình lớn lên rồi, mình đâu có biết về những cái chuyện ngày xưa nó xảy ra như thế nào, đúng không? Mình chỉ biết là bây giờ nếu thực sự mình nghĩ rằng mình muốn giúp người Việt Nam thì mình phải hiểu rằng người Việt Nam đang muốn gì. Người ta đang cần công ăn việc làm thì mình phải làm sao để cho người ta có công ăn việc làm. Nhưng các ông các bà này ở bên này này á, đấu tranh á, biểu tình này, không cho người ta làm ăn với người Việt Nam, thì người Việt Nam lấy đâu ra để mà có công ăn việc làm, đúng không? Xong cứ cái tiệm gì á mở lên, cái hãng xưởng gì, cái gì ở Việt Nam là mở lên, là các ông các bà chúi mũi vào đó để biểu tình. Thế thì làm sao người Việt người ta có công ăn việc làm, đúng không? Tìm ra những cái mà những cái công ty nó sang đấy nó làm những cái chuyện không đúng, đương nhiên là phải tìm chứ. Nhưng mà tìm phải có cái khoa học, phải có cái luật pháp,
phải có cái bằng chứng. Mình dẫn chứng ra mình nói thì mình mới nói được chứ. Thế bây giờ mình ngồi đây mình nói động nói cái xong em về Việt Nam mà ở đi rồi á, con cộng sản rồi này kia các thứ. Vậy mà lên nói như đúng rồi. Nói như thật, nói như là tôi thương Việt Nam lắm này kia các thứ. Trong khi bỏ bốn đứa con ở Việt Nam rồi đi sang đây rồi á, để làm gì, ai trả tiền cho nó? Chỉ đơn giản thôi, mọi người đã hiểu rồi. Nó là cái gì các mọi người đã hiểu rồi. Đúng không? Nhiều người ở đây cũng làm gì có tiền mà đi đi nơi này nơi kia. Chính những cái người đang đang ủng hộ cho nó, đang đang quyên góp để cho nó đi hưởng thụ, đã bao giờ được đi chỗ này chỗ kia chưa? Đã bao giờ được sang Mã Lai chưa? Đã bao giờ được đi Singapore chưa? Đó. Đã bao giờ được đi Thái chưa? Hay là đã về Việt Nam chưa? Đã được những cái đấy nên sao nhờ thấy rất là nhiều người á chưa từng được đi máy bay, cho nên mình nghĩ rằng á những cái chuyện cái bọn nó xuyên tạc ra thì mình nghĩ rằng là ồ đúng rồi chúng nó nói như thế, tại vì họ chưa bao giờ họ bước lên máy bay thì họ nghĩ là ồ nó là như thế, chúng nó nói là đúng đó. Cho nên là bây giờ các người quyên góp để cho nó đi hưởng thụ, mà trong khi các người chưa từng được bước lên máy bay, chưa hiểu cái gì về máy bay cả, chưa hiểu gì về những cái đất nước kia, nhưng mà chỉ tin vào những cái lời đó tại vì mình chưa biết thì mình tin. Thì có phải là bị nhồi sọ không? Ok, Lê Giả nói nhiều quá rồi. Cái giọng nó bắt đầu rồi, tại vì gái Hải Phòng ấy nói rất to nhưng mà nói cái âm nhỏ ấy thì có nghĩa là dịu dàng ấy. Thì chỉ có một mức độ thôi, không có suốt ngày dịu dàng được, cho nên là cái âm này nó bị rè rồi. Chứ còn nó nói to thì nói cả ngày được. Ok, vậy cảm ơn các bạn ngồi nghe Lisa tào lao nhé, rồi chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc, cả nhà luôn luôn khỏe mạnh nhá. Ok, giữ gìn sức khỏe. Bye bye. Ok, bye bye.